Các em thân mến, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong loạt bài giảng bằng sơ đồ tư duy các tác phẩm văn học trong chương trình ngữ văn lớp 11 giai đoạn 1930-1945. Và trong video ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em đi vào tìm hiểu các kiến thức về tác giả, tác phẩm cũng như toàn bộ nội dung truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Sau đây, chúng ta cùng bắt đầu bài học. Đầu tiên, chúng ta cùng đi vào phần khái quát tác giả. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy 3 ý lớn sau đây. Ý thứ nhất là vị trí của Nam Cao trong nền văn học Việt Nam. Ý thứ hai là phong cách nghệ thuật. Và ý thứ ba là sự nghiệp sáng tác của ông. Ở ý thứ nhất, vị trí của Nam Cao trong nền văn học Việt Nam, thì các em cần nắm, Nam Cao là một trong 9 tác gia của nền văn học Việt Nam. Ông là nhà văn hiện thực lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, có đóng góp quan trọng đối với quá trình hiện đại hóa truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Ở ý thứ hai, phong cách nghệ thuật, thì các em cần ghi nhớ, Nam Cao là nhà văn có phong cách nghệ thuật độc đáo, luôn hướng tới thế giới nội tâm của con người, có biệt tài trong việc miêu tả và phân tích tâm lý, viết về những cái nhỏ nhặt hàng ngày mà đặt ra được những vấn đề có ý nghĩa xã hội to lớn, có tầm triết lý sâu sắc và có giọng văn đặc sắc. Ở ý thứ ba, sự nghiệp sáng tác, thì các em cần nắm, Nam Cao sáng tác thành công ở cả hai giai đoạn trước và sau cách mạng tháng 8, đạt được thành tựu xuất sắc khi viết về đề tài người trí thức nghèo và người nông dân cùng khổ. Chí Phèo được xem là truyện ngắn đặc sắc nhất của ông, đồng thời cũng là một kiệt tác của văn xuôi Việt Nam hiện đại. Tiếp theo, chúng ta cùng đi sang phần khái quát tác phẩm. Ở phần này, các em cần nắm cho thầy hai ý. Ý thứ nhất là xuất xứ của tác phẩm và ý thứ hai là nội dung khái quát của tác phẩm. Ở ý thứ nhất, xuất xứ, thì các em cần nắm, truyện ngắn Chí Phèo ban đầu có tên là Cái Lò Gạch Cũ. Sau khi in lần đầu, nhà xuất bản đã tự ý đổi tên thành Đôi Lứa Xứng Đôi. Sau này, khi in lại trong tập Luống Cày, Nam Cao đã đặt cho nó một cái tên giản dị, đó là Chí Phèo. Ở ý thứ hai, nội dung khái quát, thì các em cần nhớ, với truyện ngắn Chí Phèo, Nam Cao đã khái quát một hiện thực xã hội ở nông thôn Việt Nam trước cách mạng. Một bộ phận nông dân lương thiện bị đẩy vào con đường tha hóa, lưu manh hóa. Qua đó, Nam Cao kết án đanh thép cái xã hội tàn bạo đã tàn phá cả thể xác và tâm hồn người dân lao động, đồng thời khẳng định bản chất lương thiện của họ, ngay cả khi họ bị vùi dập mất cả nhân hình lẫn nhân tính. Trên đây là những nét khái quát nhất về tác giả và tác phẩm. Sau đây, chúng ta cùng đi vào tìm hiểu nội dung của truyện ngắn. Ở truyện ngắn này, thầy sẽ hướng dẫn các em đi vào phân tích hai nội dung. Thứ nhất là hình tượng nhân vật Chí Phèo và thứ hai là hình tượng nhân vật Thị Nở. Đầu tiên là hình tượng nhân vật Chí Phèo. Ở nhân vật này, các em cần nắm cho thầy 4 luận điểm sau đây. Thứ nhất là hoàn cảnh xuất thân. Thứ hai là quá trình tha hóa. Thứ ba là quá trình thức tỉnh. Và thứ tư là bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Ở luận điểm thứ nhất, hoàn cảnh xuất thân, đầu tiên, Chí Phèo có một số phận rất bất hạnh. Khi vừa mới lọt lòng, Chí Phèo đã bị bỏ rơi. Một anh đi thả ống lươn một buổi sáng tinh sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt trong cái váy đục ở bên một lò gạch bỏ không. Quãng đời tiếp theo của Chí Phèo cũng không sáng sủa gì, hắn phải ăn nhờ ở đậu, truyền hết tay người này sang tay người khác. Đầu tiên là anh thả ống lươn rước lấy và đem cho một người đàn bà quá mù. Người đàn bà quá mù này bán hắn cho một bác phó cối không con. Và khi bác phó cối không con này chết đi thì hắn bơ vơ, hết đi ở cho nhà này lại đi ở cho nhà nọ. Năm 20 tuổi hắn làm canh điền cho nhà Lý Kiến. Tuy hoàn cảnh bất hạnh nhưng ở quãng đời này Chí Phèo là một người nông dân lương thiện. Hắn sống bằng chính sức lao động của mình, có những ước mơ giản dị và hiền lành như bao người nông dân khác, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải. Chúng lại bỏ ra một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Đặc biệt, dù nghèo, dù phải làm thuê làm mướn, nhưng Chí Phèo rất giàu lòng tự trọng. Khi bị bà ba gọi lên bóp chân và có ý định xấu xa, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hồi ấy hắn 20 tuổi, 20 tuổi người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt. Người ta không thích cái gì người ta khinh.
Và lại, bị một con đàn bà gọi đến mà bóp chân, hắn thấy nhục hơn là thích. Như vậy, ở giai đoạn này, Chí Phèo là một chàng trai có ý thức rất rõ về giá trị nhân phẩm của mình. Thế nhưng, cuộc đời Chí Phèo thực sự bước sang một ngã rẽ khác từ khi bị đi tù. Và từ đây, Chí Phèo bắt đầu quá trình tha hóa. Ở quá trình tha hóa này, các em cần nắm cho thầy hai ý. Ý thứ nhất là nguyên nhân dẫn đến quá trình tha hóa, và ý thứ hai là diễn biến của quá trình tha hóa. Ở ý thứ nhất, nguyên nhân, thì căn cứ vào tác phẩm, chúng ta có thể thấy nguyên nhân thứ nhất và trực tiếp nhất dẫn đến sự tha hóa của Chí Phèo chính là Bá Kiến. Chính Bá Kiến là kẻ vì ghen tuông vô cớ mà đã ngấm ngầm đẩy Chí Phèo vào tù. Và đến lượt nhà tù thực dân đã tiếp tay với Bá Kiến để biến Chí Phèo trở thành một con người khác hẳn. Về diễn biến của quá trình tha hóa, các em có thể thấy sau khi ra tù, Chí Phèo đã bị biến dạng về cả mặt nhân hình lẫn nhân tính. Về mặt nhân hình, hắn thay đổi đến nỗi mới đầu không ai nhận ra hắn, không ai biết hắn là ai. Cái đầu thì trọc lốc, cái răng cạo trắng hớn. Hắn mặc quần nái đen với cái áo tây vàng, cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Về mặt nhân tính, hắn trở nên dữ dằn với cái mặt đen mà rất cơn cơn, hai mắt thì gườm gườm trông gớm chết. Hắn không còn là một người tử tế mà trở nên bê tha, nát rượu. Hắn về hôm trước, hôm sau đã thấy ngồi ở chợ, uống rượu với thịt chó suốt từ trưa đến xế chiều. Không những thế, hắn còn trở nên liều lĩnh hơn bao giờ hết. Khi đã uống rượu say khướt, hắn đã xách một cái vỏ chai đến cổng nhà Bá Kiến, gọi tật tên tục ra mà chửi. Chính hắn cũng tự thừa nhận mình là kẻ táo bạo, liều lĩnh, khi dám độc lực chọi nhau với Lý Trượng, Chánh Tổng, Bá Hộ Tiên Chỉ làng Vũ Đại, Chánh Hội đồng Kỳ Hào, Huyện Hào, Bắc Kỳ Nhân dân đại biểu, khét tiếng đến cả trong hàng huyện. Khi bị dồn vào thế bị động, hắn lại còn dở thói rạch mặt ăn vạ, vừa lăn lộn dưới đất kêu làng, vừa lấy mảnh chai tự cào vào mặt cho máu ra loe loét. Chí Phèo càng trượt dài trên con đường tha hóa từ khi bị Bá Kiến mua chuộc và trở thành tay sai đắc lực cho Bá Kiến. Về nhân hình, hắn trở thành một con vật lạ với khuôn mặt hằn lên biết bao nhiêu vết sẹo ngang dọc của những lần rạch mặt ăn vạ. Về nhân tính, hắn trở thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại, đập phá biết bao nhiêu cảnh yên vui của dân làng. Dân làng ghê sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi lần hắn qua. Những tưởng cuộc đời Chí Phèo sẽ mãi chìm trong tăm tối, nhưng không, một sự kiện đặc biệt đã xảy ra tạo nên một bước ngoặt trong cuộc đời Chí Phèo, và hắn bắt đầu quá trình thức tỉnh. Nguyên nhân của quá trình thức tỉnh chính là cuộc gặp gỡ định mệnh của hắn và Thị Nở. Thị Nở là người đã đánh thức trong con người Chí Phèo cái khao khát bản năng của hạnh phúc lứa đôi. Chính bát cháo hành của Thị Nở đã cho Chí Phèo cảm nhận được sự ấm áp của lòng quan tâm, của tình người mà suốt 40 năm cuộc đời Chí chưa từng được nếm trải. Vì thế, hành động của Thị Nở đã có tác động vô cùng mạnh liệt đến Chí Phèo. Đầu tiên, mối tình với Thị Nở trong đêm trăng ở bờ sông đã giúp Chí Phèo tỉnh rượu, một trạng thái hiếm hoi mà suốt từ khi về làng đến nay hắn chưa từng có. Bởi trước đây, hầu như bao giờ hắn cũng say, ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, đâm chém rạch mặt ăn vạ trong lúc say, uống trong lúc say, để rồi say mãi, say vô tận. Những cơn say cứ kéo dài triền miên từ ngày này sang tháng khác, hắn chưa bao giờ có đủ tỉnh táo để suy ngẫm về cuộc đời mình. Nhưng bây giờ thì hắn tỉnh, hắn bâng khuâng tỉnh dậy sau một cơn say dài. Nhờ tỉnh rượu, hắn bắt đầu có được sự nhận thức về cuộc sống, cảm nhận về thế giới xung quanh, về căn lều ẩm thấp, về ánh nắng rực rỡ, về tiếng chim hót vui vẻ ngoài kia, về tiếng anh thuyền chài gõ mái chèo đuổi cá trên sông, về tiếng người đi chợ bán vải, những âm thanh quen thuộc của cuộc sống, gợi hắn nhớ về quá khứ, nhớ về một cái gì đó rất xa xôi. Hình như có một thời, hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ, chồng cuốc mướn cày thuê, vợ dệt vải, chúng lại bỏ một con lợn nuôi để làm vốn liếng, khá giả thì mua dăm ba sào ruộng làm. Từ việc nhớ lại quá khứ, hắn nghĩ về hiện tại để mà đau buồn, hắn đã sang cái dốc bên kia của cuộc đời. Nhưng trong tay hắn bây giờ có gì? Chỉ là một con số không tròn trịnh, không nhà cửa, vợ con, nghề nghiệp, không người thân thích. Thậm chí hắn không còn được là một con số không, bởi hắn không được thừa nhận là người.
Hắn hình như đã trông thấy trước tuổi già của hắn, đói rét, ốm đau và cô độc. Sự cô độc này còn đáng sợ hơn cả đói rét và ốm đau. Hắn không thể cứ sống mãi thế này được. Ngay lúc ấy, sự xuất hiện của thị nở cùng với việc được ăn bát cháo hành đã giúp hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Lần đầu tiên trong đời, hắn được người ta cho mà không phải dọa nạt, cướp bóc, rạch mặt ăn vạ. Lần đầu tiên, hắn nhận được tình thương yêu của một người khác. Hắn nhận ra hắn cũng có thể sống hòa hợp với mọi người và mọi người cũng có thể sống hòa hợp với hắn như thị nở đã làm. Hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm hòa với mọi người biết bao, thị nở sẽ mở đường cho hắn. Thị có thể sống yên ổn với hắn thì sao người khác lại không thể được? Họ sẽ thấy rằng hắn cũng có thể không làm hại được ai. Họ sẽ nhận hắn vào cái xã hội bằng phẳng thân thiện của những con người lương thiện. Như vậy, đến đây, Chí Phèo đã hoàn toàn thức tỉnh. Hắn quyết sẽ gắn bó với thị nở, và thị nở sẽ là chiếc cầu nối giúp hắn từ bờ bên này của sự tha hóa quay trở lại làm người. Thế nhưng, niềm hy vọng đáng quý ấy lại chỉ như một đốm sao băng vụt qua bầu trời đêm tối. Ngay cái lúc hắn khát khao được trở lại làm người lương thiện thì mọi cánh cửa đều đóng sầm lại trước mắt hắn. Hắn rơi vào một bi kịch đau đớn khủng khiếp, bi kịch bị cự tuyệt quyền làm người. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bi kịch này là lời từ chối của bà cô thị nở, quyết không cho thị nở đến với Chí Phèo. Bà đã mắng vào mặt thị nở, đàn ông đã chết hết cả rồi hay sao mà lại đi đâm đầu lấy một thằng không cha không mẹ? Ai lại đi lấy cái thằng chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ? Sự từ chối quyết liệt của bà cô thị nở chính là biểu hiện của thành kiến xã hội. Chí Phèo đã bị cả làng Vũ Đại quay lưng. Người ta từ lâu vốn không xem hắn là người, và mãi mãi về sau cũng vậy. Như vậy là từ hy vọng, Chí Phèo chuyển sang thất vọng và cuối cùng là tuyệt vọng. Cây cầu nối Chí Phèo với xã hội đã bị gãy sập. Đối với một con người đã từng được nếm trải tình thương, đã khát khao được làm người lương thiện, thì sự quay lưng ấy của xã hội quả là một đòn chí mạng. Hắn hiểu ra mình bị cự tuyệt, hắn lại ngửi thấy hơi cháo hành, dư âm của tình người. Hắn không thể làm người lương thiện, vậy thì hắn sẽ quay lại cuộc sống trước kia ư? Cũng không được, bởi một khi con người đã ý thức được về tội ác, đã thèm hướng thiện, thì thật khó để sống lại cuộc sống của một con quỷ dữ. Vậy thì hắn phải trả thù kẻ đã cự tuyệt hắn. Và ngay lập tức hắn nghĩ rằng mình phải đi đến nhà thị nở để giết chết con khọm già kia, giết chết cả nhà nó. Thế nhưng từ sâu thẳm trong ý thức của Chí Phèo, hắn biết rằng thị nở và bà cô của thị không phải là kẻ thù của hắn, mà kẻ thù ấy chính là Bá Kiến. Chính Bá Kiến đã đẩy hắn vào tù, đã làm hắn tha hóa, đã lợi dụng hắn để biến hắn thành một con quỷ dữ của làng Vũ Đại, đã triệt mọi con đường để hắn quay lại làm người. Và như một lẽ tất yếu, Chí Phèo giết Bá Kiến, và cũng là một lẽ tất yếu, hắn cũng tự kết liễu đời mình. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác, mọi cánh cửa đã đóng lại, chỉ có cái chết mới giúp hắn thoát khỏi bi kịch của một kẻ khao khát trở lại làm người, nhưng lại bị cự tuyệt quyền làm người. Những lời nói của hắn với Bá Kiến đã chứng minh điều đó. Ai cho tao lương thiện, làm thế nào cho mất được những vết mảnh chai trên mặt này? Tao không thể là người lương thiện nữa, biết không? Chỉ còn một cách, biết không? Bi kịch của Chí Phèo cũng là bi kịch chung của một bộ phận nông dân trước cách mạng, bị chế độ thực dân phong kiến đẩy đến con đường bần cùng hóa, lưu manh hóa và tha hóa, và phải tìm đến cái chết. Kết cục của cuộc đời Chí Phèo cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về sự vô cảm của con người. Dân làng Vũ Đại với tâm lý của những kẻ tiểu nông, ích kỷ, an phận, thiếu bao dung cũng đã góp một tay trong việc đẩy Chí Phèo đến bờ vực của sự tuyệt vọng không lối thoát. Trên đây, thầy đã hướng dẫn các em đi vào tìm hiểu nhân vật thứ nhất của truyện ngắn, đó là nhân vật Chí Phèo. Tiếp theo, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhân vật thứ hai, đó là nhân vật Thị Nở. Thị Nở dù chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện ở phần cuối của truyện, nhưng lại là một nhân vật quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm. Về nhân vật này, các em cần nắm cho thầy hai ý sau đây. Ý thứ nhất là hoàn cảnh của Thị Nở, và ý thứ hai là vai trò của nhân vật Thị Nở đối với việc thể hiện tư tưởng của tác phẩm. Ở luận điểm thứ nhất, hoàn cảnh, thì chúng ta có thể thấy rằng Thị Nở là một người đàn bà xấu xí, xấu đến ma chê quỷ hờn. Đã thế, thị lại dở hơi,
lại con nhà có dòng giống Mã Hủy. Có thể nói, Thị Nở là một sản phẩm lỗi, là một sự cẩu thả, sự nhạo báng của tạo hóa. Việc xây dựng nhân vật Thị Nở là một dụng ý nghệ thuật của Nam Cao. Thị Nở là hiện thân của tình yêu. Thị đã đánh thức bản năng người đàn ông, bản năng sâu thẳm về khát khao lứa đôi tình yêu trong con người Chí. Đó là khát khao có tính nhân bản. Có thể nói, cuộc gặp gỡ với Thị Nở ở bờ sông đã giúp Chí phèo tỉnh rượu. Thị Nở còn là hiện thân của tình thương giữa con người với con người. Thị đã lo lắng cho Chí phèo khi Chí phèo ốm, đồng cảm với sự cô độc của Chí phèo. Thị nghĩ, cách thằng liều lĩnh ấy kể ra thì đáng thương, còn gì đáng thương bằng đau ốm mà nằm còng queo có một mình. Thị đã tất tưởi chạy đi kiếm gạo để nấu cháo hành cho Chí. Vì theo thị, đang ốm thế thì chỉ ăn cháo hành, ra được mồ hôi thì là nhẹ nhõm người ngay đó mà. Khi Chí phèo ăn xong bát thứ nhất, thị đỡ lấy bát cháo và múc thêm bát nữa. Thị ngồi nhìn Chí ăn, lắc đầu thương hại. Chính sự quan tâm săn sóc ấy đã giúp Chí phèo tỉnh ngộ, đã đánh thức trong lòng Chí phèo khát khao mãnh liệt được trở lại làm người lương thiện. Như vậy, thông qua nhân vật Thị Nở, Nam Cao đã đề cao vai trò và sức mạnh của tình người. Chỉ có tình thương mới có thể cứu vớt con người khỏi sự lầm lạc, khỏi những tội lỗi. Chỉ có tình thương mới cảm hóa được những tâm hồn tưởng chừng như đã cằn cỗi tối tăm. Nói như Gandhi, tình thương chính là thứ vũ khí mạnh nhất mà con người có trong tay. Nhân vật Thị Nở do vậy đã giúp Nam Cao thể hiện tư tưởng nhân đạo sâu sắc của tác phẩm. Các em thân mến, trên đây thầy đã vừa hướng dẫn các em đi vào sơ đồ hóa các kiến thức về tác giả, tác phẩm cũng như những nội dung chính của truyện ngắn Chí Phèo. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.